ba tám phẩm đại sư bấy giờ cụ thọ xá lợi tử thưa phật bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế hay soi sáng rốt giáo thanh tịnh bát nhã ba la mật đa như thế các trời người đều nên kính lễ vâng làm bát nhã ba la mật đa như thế không nhiễm trước các pháp thế gian chẳng thể làm ô nhiễm bát nhã ba la mật đa như thế xa lìa tất cả sự che lấp tối tâm của ba cõi trừ sạch phiền não các kiến chấp đen tối bát nhã ba la mật đa như thế là thượng thủ nhất tối thắng nhất trong tất cả chủng loại pháp phần bồ đề bát nhã ba la mật đa như thế có thể làm yên ổn dứt hẳn tất cả việc kinh khủng bức bách tai họa Bát nhã ba la mật đa như thế có thể cho ánh sáng, thu nhiếp các hữu tình khiến được năm nhãn. Bát nhã ba la mật đa như thế có thể chỉ bày trung đạo, khiến kẻ lạc đường lìa bỏ hai bên. Bát nhã ba la mật đa như thế khéo hay phát sanh trí nhất thiết tướng, dứt hẳn tất cả phiền não tương tục và tập khí. Bát nhã ba la mật đa như thế là mẹ của các đại Bồ Tát, tất cả Phật Pháp mà Bồ Tát tu tập đều từ đấy sanh ra. Bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng sanh chẳng diệt tự tướng không vậy. Bát nhã ba la mật đa như thế, lìa tất cả sanh tử, chẳng thường chẳng hoại. Bát nhã ba la mật đa như thế, có thể làm chỗ nương dựa, ban tránh pháp cho các hữu tình. Bát nhã ba la mật đa như thế, có thể thành tựu viên mãn, mười lực Như Lai, tất cả lý luận của kẻ khác đều bị chiết phục. Bát nhã ba la mật đa như thế có thể chuyển bánh xe pháp vô thượng, tam chuyển thập nhị hành tướng, tam chuyển pháp luân, thị chuyển khuyến chuyển và chứng chuyển, đạt tất cả pháp, không có gì xoay ngược lại được bát nhã ba la mật đa như thế có thể chỉ bày tự tánh không trái ngược của các pháp hiển rõ vô tánh tự tánh không bạch đức thế tôn hoặc các bồ tát hoặc kẻ hướng tới bồ tát thừa hoặc các thanh văn hoặc kẻ hướng tới thanh văn thừa hoặc các độc giác hoặc kẻ hướng tới độc giác thừa đối với bát nhã ba la mật đa đây nên trụ thế nào phật dạy này xá lợi tử các hữu tình này trụ bát nhã ba la mật đa đây nên như đại sư mà cúng dường lễ kính cúng dường lễ kính bát nhã ba la mật đa như thế nên như cúng dường lễ kính đại sư vì cớ sao này xá lợi tử vì đại sư chẳng khác bát nhã ba la mật đa bát nhã ba la mật đa chẳng khác đại sư đại sư tức là bát nhã ba la mật đa bát nhã ba la mật đa tức là đại sư này xá lợi tử tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều do bát nhã ba la mật đa mà được xuất hiện này xá lợi tử tất cả đại bồ tát độc giác a la hán cho đến dự lưu đều do bát nhã ba la mật đa mà được xuất hiện này xá lợi tử tất cả mười thiện nghiệp đạo của thế gian đều do bát nhã ba la mật đa mà được xuất hiện này xá lợi tử tất cả bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông đều do bát nhã ba la mật đa mà được xuất hiện này sáng lợi tử tất cả bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều do bát nhã ba la mật đa mà được xuất hiện Này sáng lợi tử tất cả nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo Như vậy cho đến mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cho đến trí nhất thiết tướng đều do bát nhã ba la mật đa mà được xuất hiện khi ấy trời đế thích nghĩ như vậy nay vì nhân duyên gì xá lợi tử hỏi phật việc này nghĩ vậy liền thưa xá lợi tử bạch đại đức nay vì nhân duyên gì mà hỏi như thế xá lợi tử bảo trời đế thích này kiều thi ca các đại bồ tát nhờ bát nhã ba la mật đa này nhiếp trì nên dùng phương tiện khéo léo thiện xảo đối với tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác khắp mười phương thế giới quá khứ vị lai hiện tại từ sơ phát tâm đến khi được vô thượng tránh đẳng bồ đà chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn cho đến lúc Pháp diệt. Trong thời gian này có tất cả các công đức căn lành như công đức căn lành của các thanh văn, độc giác, bồ tát và các loại hữu tình khác tập hợp tất cả lượng căn lành như vậy lấy vô tướng và không sở đắc làm phương tiện hiện tiền tùy hỷ. Tùy hỷ xong ban cho các hữu tình cũng có một cách bình đẳng, hồi hướng vô thượng tránh đẳng bồ đề do nhân duyên đây nên tôi hỏi việc này. Lại nữa kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa mà các đại bồ tát học, thù thắng hơn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi ba la mật đa gấp vô lượng lần. Này kiều thi ca, như kẻ mù lòa được trăm hoặc ngàn hoặc hơn trăm ngàn người, không có tịnh nhãn làm người dẫn đường, thì chẳng thể đến gần tránh đạo huống nữa là đến được những chốn vương đô thành ấp giàu có an lạc xa xôi cũng như các kẻ mù lòa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa nếu không có tịnh nhãn ba la mật đa dẫn đường thì chẳng thể hướng tới chánh đạo của bồ tát huống nữa là đến được thành nhất thiết trí xa xôi lại nữa kiều thi ca năm ba la mật đa bố thí phải nhờ bát nhã ba la mật đa nhiếp dẫn nên gọi là kẻ có mắt lại nhờ bát nhã ba la mật đa nắm giữ nên năm pháp ba la mật đa đây mới có tên đến bờ kia. Khi ấy trời đế thích thừa cụ thọ xá lợi tử như đại đức nói năm pháp ba la mật đa bố thí cần nhờ được bát nhã ba la mật đa nắm giữ nên mới được gọi là đến bờ kia sao chẳng nói cần nhờ được bố thí cho đến tịnh lự ba la mật đa nắm giữ nên năm pháp ấy mới được tên gọi đến bờ kia như vậy do duyên nào mà chỉ khen một mình bát nhã ba la mật đa xá lợi tử nói đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói sáu pháp ba la mật đa bố thí nắm giữ nhau mới có thể đến bờ kia được nhưng trụ bát nhã ba la mật đa đủ đại thế lực phương tiện khéo léo thì mau được viên mãn việc tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa chớ chẳng phải trụ năm pháp trước mà thành việc này cho nên bát nhã ba la mật đa đối với năm pháp trước là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng Do nhân duyên này nên chỉ khen riêng Bát Nhã là thù thắng hơn năm pháp Ba La Mật Đa kia. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy, Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát chẳng vì dẫn phát sắc cho đến thức mà dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì dẫn phát nhãn xứ cho đến ý xứ mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát sắc xứ cho đến pháp xứ mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát nhãn giới cho đến ý giới mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát sắc giới cho đến pháp giới mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát nhãn thức giới cho đến ý thức giới mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát nhãn xúc cho đến ý xúc mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát nội không cho đến vô tánh tự tánh không mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến chẳng vì dẫn phát mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa chẳng vì dẫn phát tất cả pháp mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa khi ấy xá lợi tử thưa bạch đức thế tôn vì sao các đại bồ tát chẳng vì dẫn phát sắc cho đến tất cả pháp mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa phật dạy này xá lợi tử vì sắc cho đến tất cả pháp không tác, không sanh, không đắc, không hoại, không tự tánh, nên các đại bồ tát chẳng vì dẫn phát sắc cho đến tất cả pháp mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử lại thưa Phật, bạch đức Thế Tôn, các đại bồ tát dẫn phát bát nhã ba la mật đa như thế, hiệp với pháp nào? Phật dạy, này xá lợi tử, các đại bồ tát dẫn phát bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng hiệp với tất cả pháp, vì chẳng hiệp nên được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi từ thưa, Bạch Đức Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng hiệp với những pháp nào? Phật dạy, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng hiệp với pháp thiện. Chẳng hiệp với pháp bất thiện, chẳng hiệp với pháp thế gian, chẳng hiệp với pháp xuất thế gian, chẳng hiệp với pháp hữu lậu, chẳng hiệp với pháp vô lậu, chẳng hiệp với pháp hữu tội, chẳng hiệp với pháp vô tội chẳng hiệp với pháp hữu vi chẳng hiệp với pháp vô vi vì cớ sao này xá lợi tử vì bát nhã ba la mật đa như thế đối với tất cả pháp không sở đắc nên chẳng thể nói hiệp với các pháp như thế khi ấy trời đế thích thưa phật Bạch Đức Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế, há chẳng hiệp với trí nhất thiết tướng. Phật dạy, này kiểu thi ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Bát nhã ba la mật đa như thế cũng chẳng hiệp với trí nhất thiết tướng, do đây đối với kia, không sở đắc vậy. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao bát nhã ba la mật đa? đối với trí nhất thiết tướng không hiệp cũng không đắc này kiểu thi ca vì chẳng phải bát nhã ba la mật đa đối với trí nhất thiết tướng như danh như tướng như sở tác kia có hiệp có đắc bạch đức thế tôn vì sao bát nhã ba la mật đa đối với trí nhất thiết tướng cũng có thể nói có hiệp có đắc này kiều thi ca vì bát nhã ba la mật đa đối với trí nhất thiết tướng như đối với danh tướng không nhận không lấy không trụ không dứt không chấp không bỏ hiệp đắc như vậy mà không hiệp đắc này kiều thi ca bát nhã ba la mật đa như thế đối với tất cả pháp cũng như đối với danh tướng không nhận không lấy không trụ không dứt không chấp không bỏ hiệp đắc như vậy mà không hiệp đắc trời đế thích lại thưa phật bạch đức thế tôn thật là hiếm có bát nhã ba la mật đa như thế vì tất cả pháp không xanh không diệt không tác không thành không đắc không hoại vì không có tự tánh nên hiện ra trước tuy có hiệp có đắc mà không đắc không hiệp nghĩa lý như thế chẳng thể nghĩ bàn bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch đức thế tôn nếu khi đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa khởi tưởng như vậy bát nhã ba la mật đa như thế hiệp cùng với các pháp hoặc chẳng hiệp cùng các pháp thì đại bồ tát này bỏ tất cả bát nhã ba la mật đa xa tất cả bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện lại có nhân duyên các đại bồ tát bỏ xa bát nhã ba la mật đa nghĩa là khi đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa khởi tưởng như vậy bát nhã ba la mật đa như thế không sở hữu chẳng chân thật chẳng bền chắc chẳng tự tại như thế là đại bồ tát này bỏ xa bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại thưa phật Bạch Đức Thế Tôn, nếu khi Đại Bồ Tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chẳng tin Pháp nào. Phật dạy. Này thiện hiện, nếu khi Đại Bồ Tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chẳng tin sắc, chẳng tin thọ tưởng hành thức, Chẳng tin nhãn xứ, chẳng tin nhĩ tí thiệt thân ý xứ, chẳng tin sắc xứ, chẳng tin thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tin nhãn giới, chẳng tin nhĩ tí thiệt thân ý giới, chẳng tin sắc giới, chẳng tin thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng tin nhãn thức giới, chẳng tin nhĩ tí thiệt thân ý thức giới, chẳng tin nhãn xúc, chẳng tin nhĩ tí thiệt thân ý xúc, chẳng tin nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tin bố thí ba la mật đa chẳng tin tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa chẳng tin nội không không của các pháp nội tại chẳng tin ngoại không không của các pháp ngoại tại nội ngoại không không của các pháp nội ngoại tại không 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 của không đại không không lớn thắng nghĩa không không của chân lý cứu cánh hữu vi không không của các pháp hữu vi vô vi không không của các pháp vô vi tất cánh không không tối hậu vô tế không 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 biên tế tán vô tán không không của sự phân tán bổn tánh không không của tự nhiên tính tự tướng không không của tự tướng cộng tướng không không của cộng tướng nhất thiết pháp không không của vạn hữu bất khả đắc không không của cái bất khả đắc. Vô tánh không, không của vô thể. Tự tánh không, không của tự tánh. Vô tánh tự tánh không, không của vô thể, của tự tính. Tự tính của cái không tồn tại. Chẳng tin bốn niệm trụ, chẳng tin bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Như vậy cho đến chẳng tin mười lực Phật, chẳng tin bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng tin quả dự lưu, chẳng tin quả nhất lai bất hoàn, a la hán, chẳng tin độc giác bồ đề, chẳng tin tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng tin chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chẳng tin trí nhất thiết, chẳng tin trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Khi ấy cụ Thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng: bạch đức thế tôn vì sao khi đại bồ tát tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin sắc nói rộng cho đến chẳng tin trí nhất thiết tướng phật dạy này thiện hiện vì khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa quán tất cả sắc bất khả đắc nên tin bát nhã ba la mật đa mà chẳng tin sắc nói rộng cho đến quán trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc nên tin bát nhã ba la mật đa mà chẳng tin trí nhất thiết tướng. Do vậy thiện hiện, khi các đại Bồ Tát tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin sắc, nói rộng cho đến chẳng tin trí nhất thiết tướng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là đại ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, ông duyên vào ý nào mà nói, Bát nhã Ba la mật đa như thế là Đại Ba la mật đa, thiện hiện đáp rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì Bát nhã Ba la mật đa đây, đối với sắc cho đến thức chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ đối với nhãn giới cho đến ý giới chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ đối với sắc giới cho đến pháp giới chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ Đối với nhãn xúc cho đến ý xúc chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với bố thí Ba La Mật Đa cho đến bát nhã Ba La Mật Đa chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với nội không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Như vậy cho đến đối với 10 lược Phật cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với các đức như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên ý đây, nên nói bát nhã ba la mật đa là đại ba la mật đa lại nữa, bạch đức thế tôn vì bát nhã ba la mật đa đây, đối với sắc chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã bạch đức thế tôn con duyên ý đây nên nói bát nhã ba la mật đa là đại ba la mật đa lại nữa bạch đức thế tôn vì bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng. Bạch đức Thế Tôn, con duyên ý đây nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, đối với sắc chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm rộng chẳng làm hẹp như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chẳng làm rộng chẳng làm hẹp đối với các đức như lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm rộng chẳng làm hẹp bạch đức thế tôn con duyên ý đây nên nói bát nhã ba la mật đa là đại ba la mật đa lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật đa đây đối với sắc chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm mạnh chẳng làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên ý đây nên nói bát nhã ba la mật đa là đại ba la mật đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn nếu đại Bồ Tát mới hướng tới đại thừa. Nương tựa bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khỏi tưởng như vậy. Bát nhã ba la mật đa như thế. Đối với sắc chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Bát nhã ba la mật đa như thế, Đối với sắc chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, đối với các đức Như Lai ứng tránh đẳng giác cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với các Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm mạnh, chẳng làm yếu. Đối với thọ tưởng hành thức, chẳng làm mạnh, chẳng làm yếu. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng làm mạnh, chẳng làm yếu. Đối với các như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm mạnh, chẳng làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát này, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát mới hướng tới Đại Thừa, nương tựa bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khỏi tưởng như vậy. Bát nhã ba la mật đa như thế, Đối với sắc làm lớn làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lớn làm nhỏ, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm lớn làm nhỏ, đối với các đức Như Lai ứng ừ, chánh đẳng giác cũng làm lớn làm nhỏ. Bát nhã Ba la mật đa như thế, đối với sắc làm cho nhóm hợp làm cho tan rã. Đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho nhóm hợp làm cho tan rã, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm cho nhóm hợp làm cho tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm cho nhóm hợp làm cho tan rã. Bát nhã Ba la mật đa như thế, đối với sắc làm lượng, làm phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lượng, làm phi lượng cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, làm lượng làm phi lượng, đối với các đức như lai ứng chánh đẳng giác cũng làm lượng làm phi lượng. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm rộng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm rộng làm hẹp, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm rộng làm hẹp, đối với các đức như lai ứng chánh đẳng giác cũng làm rộng làm hẹp. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm mạnh làm yếu, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm mạnh làm yếu, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm mạnh làm yếu, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm mạnh làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát này, do khởi tưởng như vậy, nên chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới hướng tới Đại Thừa, chẳng nước Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa khởi tưởng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, cho đến đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Bát nhã ba la mật đa như thế. Đối với sắc chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã. Đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác cũng chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng, cho đến đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng, đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác cũng chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng. Bát nhã ba la mật đa như thế, Đối với sắc chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm rộng chẳng làm hẹp bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc chẳng làm mạnh chẳng làm yếu đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm mạnh chẳng làm yếu cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chẳng làm mạnh chẳng làm yếu đối với các đức như lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm mạnh chẳng làm yếu bạch đức thế tôn đại bồ tát này do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới hướng tới Đại Thừa, chẳng nương bát nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa khởi tưởng như vậy. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm lớn làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lớn làm nhỏ, cho đến đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật làm lớn làm nhỏ, đối với các đức Như Lai ứng tránh đẳng giác cũng làm lớn làm nhỏ. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã, đối với các đức như lai ứng chánh đẳng giác, cũng làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm lượng, làm phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lượng, làm phi lượng, cho đến đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật làm lượng, làm phi lượng, đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác cũng làm lượng, làm phi lượng. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm rộng, làm hẹp, Đối với thọ tưởng hành thức cũng làm rộng làm hẹp cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm rộng làm hẹp. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm rộng làm hẹp. Bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc làm mạnh làm yếu, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm mạnh làm yếu, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm mạnh làm yếu, đối với các đức như lai ứng chánh đẳng giác cũng làm mạnh làm yếu. Bạch đức thế tôn đại bồ tát này do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa, vì cớ sao? Bạch đức thế tôn vì nếu đại bồ tát khởi tưởng như vậy, bát nhã ba ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng đối với các đức Như Lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng Bát nhã Ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp, bát nhã ba la mật đa như thế; đối với sắc hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu, đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu, cho đến đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu, đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu, quả tương tự của bát nhã ba la mật đa bạch đức thế tôn nếu đại bồ tát khởi tưởng như vậy bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã cho đến đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã đối với các đức Như Lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã Bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng, bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp, đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp bát nhã ba la mật đa như thế đối với sắc hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu cho đến đối với vô thượng Chánh đẳng bồ đề của chư phật hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu đối với các đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc làm mạnh yếu chẳng làm mạnh yếu Bạch Đức Thế Tôn Đại Bồ Tát này được gọi là Đại Hữu Sở Đắc, có sở đắc lớn, chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa, vì cớ sao vì chẳng có tưởng có sở đắc năng chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề. Vì sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn vì hữu tình vô sanh nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh, vì sắc vô sanh nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh thọ tưởng hành thức vô sanh nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật vô sanh nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác vô sanh nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh Bạch Đức Thế Tôn vì hữu tình không có tự tánh, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không có tự tánh, vì sắc không có tự tánh, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không có tự tánh. Thọ tưởng hành thức không có tự tánh, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không có tự tánh. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không có tự tánh, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không có tự tánh. Tất cả đức Như lai ứng tránh đẳng giác không có tự tánh nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không có tự tánh bạch đức thế tôn vì hữu tình không sở hữu nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không sở hữu vì sắc không sở hữu nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không sở hữu thọ tưởng hành thức không sở hữu nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không sở hữu như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật không sở hữu nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không sở hữu tất cả đức như lai ứng chánh đẳng giác không sở hữu nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không sở hữu bạch đức thế tôn vì hữu tình không nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không vì sắc không nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không thọ tưởng hành thức không nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không. Như vậy cho đến vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật không, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không. Tất cả đức như lai ứng tránh đẳng giác không, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không. Bạch Đức Thế Tôn vì hữu tình xa lìa, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Vì sắc xa lìa, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Thọ tưởng hành thức xa lìa nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Như vậy cho đến vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật xa lìa nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác xa lìa nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Bạch Đức Thế Tôn, vì hiếu tình bất khả đắc nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc vì sắc bất khả đắc nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc thọ tưởng hành thức bất khả đắc nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc như vậy cho đến vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật bất khả đắc nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc tất cả như lai ứng tránh đẳng giác bất khả đắc nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc bạch đức Thế tôn vì hữu tình bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì sắc bất khả tư nghỉ nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Thọ tưởng hành thức bất khả tư nghỉ nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ như vậy cho đến vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật bất khả tư nghỉ, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. tất cả như lai ứng tránh đẳng giác bất khả tư nghỉ, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. bạch đức Thế tôn vì hữu tình không ngoại diệt nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không ngoại diệt vì sắc không ngoại diệt nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không ngoại diệt Thọ tưởng hành thức không hoại diệt nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không hoại diệt nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác không hoại diệt nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Bạch Đức Thế Tôn vì hữu tình vô tri giác nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác vì sắc vô tri giác nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác thọ tưởng hành thức vô tri giác nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật vô tri giác nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác tất cả như lai ứng chánh đẳng giác vô tri giác nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác bạch đức thế tôn vì hữu tình chẳng thành tựu lực nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực vì sắc chẳng thành tựu lực nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực thọ tưởng hành thức chẳng thành tựu lực nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực như vậy cho đến vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư phật chẳng thành tựu lực nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực tất cả như lai ứng tránh đẳng giác chẳng thành tựu lực nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực bạch đức thế tôn con duyên vào những ý như vậy nên nói bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát là đại ba la mật đa